Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin tức. Trong mấy ngày gần đây, dư luận đang rất quan tâm đến việc tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ xuất hiện một căn bệnh mà người dân gọi là bệnh lạ. Người dân ở đây cho biết bệnh này đã khiến gần chục trẻ em tử vong. Trước thông tin này, ngày hôm nay Bộ Y tế đã cử một đoàn chuyên gia trong lĩnh vực dịch tễ và da liễu đến để khảo sát, thăm khám và làm một số xét nghiệm trên các bệnh nhân. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, chuyên gia cao cấp về dịch tễ khẳng định đây không phải là bệnh lạ mà là bệnh khô da sắc tố đã được nói nhiều trong y văn của thế giới và Việt Nam. Qua khám một số bệnh nhân cho thấy, các nốt đen chỉ xuất hiện tại các vùng hở như mặt, cổ tay, chân, còn những vùng kín thì không thể xuất hiện. Các chuyên gia khẳng định đây là bệnh không lây vì qua khảo sát và trao đổi với người dân thì không phải tất cả các trẻ trong gia đình đều mắc bệnh khô da sắc tố. Tuy nhiên, bệnh có tính di truyền xảy ra ở những dòng họ trước đây có người mắc bệnh này. Giáo sư Nguyễn Trần Hiển cũng cho biết, bệnh khô da sắc tố là bệnh không thể chữa khỏi. Người bệnh phải điều trị suốt đời và phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bệnh này có thể gây ung thư da, vì vậy người bệnh phải khám thường xuyên để phát hiện sớm ung thư da. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người mắc bệnh khô da sắc tố chiếm khoảng 1/40.000, tức là cứ 40.000 người thì mới có một người mắc.